Và trong báo cáo của chúng tôi thì khi mà Việt Nam bước vào một cái ngưỡng cửa phát triển mới và chúng ta đã xác định là đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, dựa trên đổi mới sáng tạo, thì chúng ta cần phải có một cái sự nhận diện và khắc phục các cái rào cản để nâng cao thứ hạng trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh 4.0. Và thực ra thì thứ hạng nhiều khi cũng không phải quá quan trọng, nhưng thực sự đây là một cái bộ chỉ số mà chúng ta có thể nhìn vào đó để chúng ta đưa ra những cái thước đo để làm sao chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu thay đổi, đổi mới cái mô hình tăng trưởng theo hướng đổi mới sáng tạo. Và trong nghiên cứu của chúng tôi thì cũng chứng minh được rằng là PCI thì đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong TFP đối với các doanh nghiệp của Việt Nam, và do đó là nâng cao nội lực của nền kinh tế, nâng cao cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. PCI thì cũng là một điểm rất là quan trọng. Và khi chúng ta đang thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái sự tự chủ nhất định, và tất cả xu hướng của tất cả các quốc gia trên thế giới như trong cái phần phân tích về biến động toàn cầu cũng đã thấy rõ, thì cái việc nâng cao nội lực hay là cái sự hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân là rất cần thiết. Tuy nhiên trong cái phần đánh giá về TFP thì chúng tôi cũng đang thấy rằng khu vực TFP của Việt Nam hiện nay thì TFP ở trong cả ngành thực phẩm và trong ngành điện tử thì đều đang thấp hơn rất nhiều so với hai khu vực là kinh tế đầu tư nước ngoài và kinh tế nhà nước. Về một số những cái khuyến nghị khác thì trong dài hạn thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là mặc dù là có thể tăng cường tự chủ và nhấn mạnh về thị trường trong nước, tuy nhiên Việt Nam với cái độ mở cao của nền kinh tế và thực sự là vẫn là một nền kinh tế có quy mô nhỏ trên thế giới, thì chúng ta vẫn phải dựa vào sự phát triển của các quốc gia lớn trên thế giới và phụ thuộc rất nhiều vào các quốc gia đó. Và do đó thì chúng ta cần phải thấy được vai trò đặc biệt quan trọng của các hiệp định thương mại mà chúng ta đã ký kết, và tận dụng các cái cơ hội từ các cái hiệp định này và tạo những cái môi trường thực sự để chúng ta có thể tận dụng được cơ hội từ các FTA. Và trong nghiên cứu về TFP thì chúng tôi cũng khẳng định rằng tất cả những doanh nghiệp mà tham gia vào chuỗi giá trị hay là có các hoạt động xuất khẩu thì đều có TFP rất cao. Đấy cũng là một cái minh chứng ở việc là chúng ta vẫn đang phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, và cái việc mà tận dụng TFP thì là một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Và cuối cùng thì trong dài hạn, với xu hướng số hóa và xanh hóa thì mở ra cơ hội với hầu hết tất cả các ngành, và với hai ngành mà chúng tôi phân tích là điện tử và thực phẩm thì chúng ta có thể nghiên cứu các cái cơ hội mới, cách làm mới, như là phát triển phân khúc thị trường sản phẩm sạch organic hay là cách thức thương mại đối với sản phẩm như sử dụng các cái sàn giao dịch thương mại vân vân. Và đặc biệt đối với hai ngành này thì hai khuyến nghị của chúng tôi đối với hai ngành này là khác nhau. Trong phần đánh giá về lợi thế so sánh và sự tham gia vào chuỗi giá trị thì chúng tôi cũng đã có khuyến nghị đối với ngành điện tử thì rõ ràng là các doanh nghiệp nước ngoài hiện nay đang dẫn dắt sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam. Và do đó thì chúng ta sẽ phải có những cái chính sách để làm sao mà các doanh nghiệp nội địa có thể tham gia vào cùng với các doanh nghiệp nước ngoài ở việc là có cái tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, tham gia vào các cái sản phẩm mang tính chất là hạ nguồn của chuỗi giá trị. Thế còn đối với ngành thực phẩm thì rõ ràng là cái việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu chưa cao, tuy nhiên cái việc dẫn dắt ngành này vào sự tham gia của toàn cầu thì lại là ở các doanh nghiệp trong nước, và chúng ta cũng có một cái lợi thế là cái nguồn cung cho cái ngành này ở Việt Nam là khá cao, và do đó là chúng ta nên tập trung phát triển những cái doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thực phẩm và có thể là trở thành những doanh nghiệp dẫn dắt sự tham gia vào chuỗi giá trị của Việt Nam, và sẽ tập trung vào các cái yếu tố mang tính chất thượng nguồn của ngành thực phẩm. Thế thì đó là một số khuyến nghị của chúng tôi cả trong ngắn hạn, trung và dài hạn.